hơi xấu ốc, đi bác sĩ thì nó kêu là bị vô cũng khó cổ. Ừ. Còn cái bên này thì nó kêu là bị đệm rồi, thần kinh tọa rồi đâu mà. Nói chung là bị hết á. Mà cái lưng nằm thì tưởng tượng là nằm như nó không có thẳng xuống yên, nó ở lưng. Ờ, vậy chị nằm thử lại chứ. Mà nó cứ giống như cái gai rồi nó sung. Rồi, chị nằm thử coi. Đó. Nó có sát gì đi. Ờ, nó không có sát. Đau thôi. À, nó đau đó, rồi. Bà bị bao lâu rồi? Bị cái này thì chắc 3 năm. 3 năm rồi. Còn cái đầu thì nó mới phát đấy. Rồi chị ngồi dậy đi. Nó mở mắt luôn. Mở mắt luôn. Bây giờ chị thấy ở đằng kia cái bảng với cái chữ gì đằng đó chị đọc được? Không có rõ, nhưng mà để gần về thì thấy, nhưng mà nhìn xa vậy thấy cái mờ mờ dưới. Cái mờ mờ thôi em, không thấy rõ phải không? Ồ, thấy cái mặt ông này có rõ không? Thấy không có rõ, cũng mờ. À, cũng mờ luôn. Nhưng mà gần vậy thì thấy chữ được. À. Nhưng mà xa vậy đó. Ờ, à, nhìn xa không thấy. Rồi. Ok, thế vậy đi. Dù quay vào đây. Hôm qua giờ cơ chịu có chừng nát. Được rồi. Chịu chơi vậy? À, cũng là Bình Định Phú Yên vậy đó. Ba lạ nha. Giờ có cái đầu nhẹ chứ? Còn lưng lưng nhẹ hả? Yeah, ok. Dạ, dạ. Mình có chút xíu rồi nè. Mình nó hư cái trên rồi. Giờ thử lên coi. Một lần được phải không? Thôi nằm xuống đi. Đầu em đây. Rồi. Rồi đi có bị được chẩn đoán là loãng xương chưa? Làm cơ rồi ha. Không có gì để mất đúng không? Kéo cái rớt rồi thì miếng hết. Đó rồi. Còn nói được không? Được. Bây giờ vẽ chưa? Rồi quay qua đây. Rồi cứ bình tĩnh. Xử lý từ phần. Trời đất ơi, Bình bả mỏng như miếng giấy vậy. Phần 3 công lực. Không dám, kẻ cái rốt nữa này. Đi luôn qua góc kia. Bước ra rồi. Nằm sát lên đó rồi. Chưa đùa, chưa đùa. Sát rồi, sát mong rồi, dứt sức qua, sức qua. Dứt qua đây, sức qua. Hấp, nằm quay bên kia rồi sức qua đây. Đó, được đó. Đó, đúng rồi. Chứ chưa bao giờ mà chữa cho người nào mà có người như chị vậy. Có người đó thầy.
nó mình cẩn thận ghê lắm. Này nó gọi là bây giờ có biết đây là hạnh gì đó, mình hạt một xương mai. Rồi bắt đầu nằm lại thẳng lại rồi coi sao rồi nhẹ. Yeah. Nhưng bây giờ cái lưng bây giờ thẳng hết. Giờ hết rồi. Rồi, chị quay cái đầu qua đây đi. Nhẹ người ăn. Rồi hôm nay có chạy lúc nào chưa? Chạy. Bữa nào tôi cho chị chạy nha. Ok ạ. Tại bữa nay mới thấy được cô cười vậy nha. Bị bệnh nhiều cho nên nhẹ thấy liền phải không? Bây giờ chị lớp phải để ý cái chị mà đứng đằng sau lưng thầy á. Tuần trước chị tới đây là chị đâu có đi lại được, bây giờ chị tong tong leo lên leo xuống hỗ trợ lớp cười tươi, đấy mới là quan trọng. Con không giờ con ngồi được chứ lớp nhưng có nhìn ăn chưa? Dạ có đầy đủ luôn. Hôm nay cái bụng mềm hẳn chị phải sụt cân nữa. Nếu như chị muốn là làm cho thiệt con lành chị này là coi như là sau cơn mưa à, trời buổi sáng không chứ con cắt đồ con ngồi con cứ lết con mà anh thấy không, nói là anh chưa được nghe không, thấy phụ nữ chưa được giỏi anh em tính leo đó. Bây giờ là khi nào mà bấm mà thấy đau á thì chị mỉm miệng cười đó, vậy nó cười vậy đó. Đấy, cứ mỗi lần đau ấy cười đấy, ấy mình thấy mình đẹp ra à. Rồi bây giờ đứng dậy đi coi cổ có đầu trống nè trống gì hết mất khánh chưa hết chưa dạ rồi. Nhưng bây giờ coi hết rồi, cứ đứng yên đứng dậy đi. Mà tự nhiên đi rồi, giờ xây cổ xây đồ rồi coi giờ sao rồi. Trời ơi, sao nó bệnh nó đâu mất hết rồi. Mất, bây giờ không chính xác được gì. Cổ nó không vậy. Bây giờ sát lên tướng. Bây giờ sát luôn đi. Trời ơi. Chạy thử, chạy thử. Bây giờ chạy luôn. Chạy đi. Chạy luôn. Chạy được mấy. Chạy được mấy, chạy được mấy. Chạy được mấy. Rồi gọi đi bác sĩ lên kiếm chứ tự nhiên bỏ chạy gì mà mừng quá quên đi kiếm mừng quá quên đi kiếm. Thấy nó nhẹ người bây giờ nãy giật đó thì nó còn ê ê xuống cái chặt cái nó cái giật vậy sao đâu mất tiêu rồi hả? Rồi bây giờ quan trọng là mắt, bây giờ nhìn coi thấy nó cũng còn hơn mờ mờ chút. Rồi nhưng mà thấy mắt sáng chưa? À, phải không? Tại vì tôi cố tình làm cho mắt sáng hồi nãy tôi kêu chị nhìn mặt của em này nè, giờ nhìn sao? Thấy nó cũng còn đẹp trai. Rõ chú rồi hả? Mấy bữa có tuổi hồi nãy cứ dụi gì mà không phải, không phải dụi, tại do cái đốt xương hồi nãy tôi làm đó. Bây giờ thấy không? Giờ thấy rồi. Bây giờ còn khó chịu gì nữa? Bây giờ nó cứ như giật như nó ê vậy thôi chứ nó chính xác, chính xác. Dạ, bị ê hết cái cuộc sống rồi. Ê vậy thôi chứ còn đau không phải. Hết đau rồi. Rồi, về quê được rồi ha. Dạ. Rồi. Rồi. Gặp bác sĩ mà gặp được thì cũng buồn á. Dạ. Mừng quá dạ. Thôi nói với Lán Ngọc cho đầy đủ nha. Dạ. Đừng thấy bớt bệnh đừng bỏ đi mất đi. Rồi. Người nhà đó, người nhà phỏng vấn người nhà. Nó lên người nghe lên đây đây. Dạ đấy rồi, lên bà này luôn. Đó luôn. Rồi. Rồi. Dạo này đi cặp luôn. Em bé rồi. Không trường hợp này. Mấy người này muốn phỏng vấn chị là cái trường hợp chị kia đó. Người người gì sao mà bây giờ sao? Tại vì đến mặt mày nhăn nhúa rồi đó. Vì đến đau hơi bù hơi nhăn giờ bác sĩ bấm huyệt cái khỏe rồi đỡ rồi cười rồi vui rồi. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội
0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.